Con mua là con kêu nó cắt rồi mua chứ không, không mình cắt nó không có như người ta được, mình cắt nó là nó lớn tùm lum mà nó cũng không có mỏng như người ta rồi, mình cắt nó về cui à. Con ừ. Cắt nó mỏng rét này à, cho ba má con bóc tới rồi. Trời ơi, đói quá rồi đó, ăn vô một cái đó mà không có để ý luôn. Con mà không nói chuyện với cậu Đức là con cũng không biết con nói nữa đó. Uống có hai ly nước sáng tới giờ. No thì không no đâu, nhưng mà không có để ý. Sợ lo là không để ý. Hôm qua con ăn hết hộp rồi. Con ăn hết hộp của con rồi. Hết à? Ngồi làm gì có bóc lẫm hết trơn luôn. Trời ơi. Bởi vì sáng nó mi không có đói. Tại hôm qua con làm tới đâu 9, 10 giờ rưỡi khuya á. Trời. Là con làm hết hộp luôn á, không hay luôn á. Con rửa xong cái con để đó, con vừa làm vừa bóc lẫm hồi nào hết hồi nào không biết luôn. Cái ủa mò mò mò